Rồi, Đồ Câu Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến những kênh Đồ Câu của em nha quý anh em. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả quý anh em một số cây cần anh em. Nó có phíp, có carbon, có nha. Nó chỉ trong đây nó chỉ có một cây, hai cây giá trị, ba cây giá trị cao thôi. Là một cây cần độ cứng 32m7 nè. Cây khoan xích. Đó, giá trị cao nè. Và hai cây INFT hai da có giá trị cao từ 1 triệu mấy thôi. Đó, còn lại nói chung vài trăm, 200-300 anh em. Anh em mua một cả thì quý 30.000 phí ship toàn quốc, còn hai mã thì em sẽ free ship cho anh em, ok chưa? Nhận hàng khui ra kiểm tra thanh toán, không đúng hàng trả về, ok cho anh em. Đó, giới thiệu anh em cây cần đầu tiên nha, một cây cần hai khúc khoan hãng bát hãng nha anh em. Shop đây thì nó hơi bị lủng lỗ nha, lủng lỗ này em nghĩ do lửa nè, nó phán vô rồi nó hốt vô trong nè. Đó, khoan hãng bát hãng. Cây này cây cần dài 2m4 thôi. Cây này dành cho anh em chiên câu mực nha. Cây này bị gãy đọt em. Chất liệu cần carbon, gãy chứ cũng khoảng 6-7 cm đọt nha. 6-7 cm đọt. Cây này dành cho anh em câu mực. Câu lua cũng được. Chất liệu bằng carbon. Cứng tương đương khoảng tầm ML anh em, ML. Rồi cây này mã cho anh em là 921 nha, nặng 172 g, ngọn 2 ly 1, góc 9,5. 921 giá 180 thôi, 180.000 nha. Cái 922 cây cần ISO khoan nhỏ, khoan Fuji, bass Fuji. Cây này nó có lỗi một cái là cái do nó có cái lóng ngoài cụm hơi bị nứt anh em, nứt ngang nè, anh em thấy không? Đó, cây này lóng trong không lợi bị nha, chỉ bị với lóng này thôi. Anh em nào không chú trọng mô hình lấy cái này. Mình sẽ quấn chỉ anh em, về tự quấn nha, quấn chỉ từ cái chỗ cái chữ nè. Quấn qua bên đây luôn. Tới cái số 5.5m3 là ngưng thôi được rồi. Rồi em lên keo. Lên keo là nó cố định, nó ôm cái này lại luôn em, nó ôm cứng ngắc luôn. Nó là tới đó là anh em câu kéo thoải mái luôn. Cây này nếu mà nó không bị thì giá trị nó cũng cả triệu hoài anh em, triệu rưỡi, triệu sáu một cây á. Quy hộp vàng khoan Fuji Six nha. Đây, quy hộp vàng khoan Fuji Six cho anh em nè. Đầu cứng 1.5 35m3 anh em. Đầu cứng 1.5 5m3, chất liệu cần là carbon. Cây này thì nó bị nứt cái lóng hoài rồi thì em sẽ bán cho anh em vài trăm anh em về chơi thôi. Còn cây này nếu mà nó nguyên bản không bị thì nó khoảng 1.6 triệu, 1.5 triệu, 1.6 triệu nha. Cây này cây gần hãng Nissin nha anh em, Nissin Super Lumos gì nè. Cây này mã cho anh em là 922 nè, lỗi lóng em có ghi rõ nè. Nặng 214 g, ngọn 0.6 ly, gốc 20. Cây này 922 này bán cho anh em 600.000 thôi. 922 này bán cho anh em 600.000 nha. Để em xỏ cái khoan lại. Ê da. Mỗi lần gắn cái nắp của ISO dây trong này mất thời gian lắm em ơi. Phải gắn vô từng khoan. Cái nắp có cọng dây này nó bảo vệ cái khoan của ISO tuyệt đối lắm nè. Rồi 922 giá 600. Cây này em bán cây đó bữa em bán 700, bây giờ bớt 100 anh em. Cây này cây cần súp lở nha, chất liệu cần là carbon hãng SZM nè, khoan Fuji, bass Fuji, dài 3m9, đầu cứng 25, dài 3m9 nha anh em. Chất liệu cần còn là mới tinh đẹp lắm, chất liệu cần đẹp nha. Cây này mã cho anh em 923 nha, nặng 269 g, ngọn 2 ly 3, góc 20. 923 này giá 500.000 thôi. 923 giá 500.000 nha. Cái 924 là cần dây trong. Cây này thì cái gốc của nó mất cái đít anh em. Cái đít ở dưới đây nó có cụ cao su nó ôm này anh em. Mất cái đít rồi. Mất đít nha. Nhưng mà bình thường không lỗi đâu. Mất cái đít cần. Bass Fuji độ cứng 220m3. Độ cứng 220m3 nha. Đá xít. Đó, chất liệu cần là carbon, cần đẹp lắm, mới tinh nè, đá xít nha anh em. Rồi cái này mã cho anh em là 924 là nặng 369 g, ngọn 3 ly 5, góc 19. 924 giá 400.000 nha. 924 này bán cho anh em 400. Cái 925 này súp lở anh em, một cây cần Shimano Holiday Spin nè, độ cứng 15-36 thôi, độ cứng 15-36, made in Korea. Khoan Fuji, bass Fuji nha. Alo là Fuji Six anh em ạ. À. Alo nó Fuji Six nha. Còn lại là Fuji đá sấm xanh. Cần đẹp lắm.
nói chung còn mới nè, mới tinh nè, nó có vài dấu chày dăm dăm nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể đâu. Cái này mã cho anh em 925 nha, nặng 248 gram, ngọn 2 ly, gốc 20. Ồ, 925 này giá 350, ấy, giá 550 nè. 925 này giá 550 nha, 550.000. Cái 926 anh em, một cây cần cần tây chợ mái, câu giống như dạng câu Aikada anh em, độ cứng 26.3 nha. Cây này giống giống cần Aikada anh em. Đây. Anh em thấy nhìn nè. Đó. Dạng câu tay chợ mái, anh em không thích vậy có thể xả làm gần tay cũng được. Cần thì rất là đẹp. Mới tin nè. Cây này câu cá hanh, cá giò, cá cháp, cá nâu, câu ngon nha. Chất lượng cần là carbon. Ừ. Đây thì em quấn chỉ lại anh em, cái chỉ nó bị bột anh em, em quấn lại nè. Lấy chỉ của nó quấn lại luôn á nha. Nó bị tưa ra em quấn lại nè. Khoen đây. Khoen nó nhỏ 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 trên đây, tao nhỏ nhỏ không nha anh em. Nó giống như Agada anh em à. Đây. Chất liệu cần là carbon. Cái này mã cho anh em 926 nha, nặng 233 gram, ngọn 0.7 ly, gốc 22. 926 này bán cho anh em 600.000. 926 giá 600. Chứ 927 là cần 2 khúc nha anh em, chất liệu phíp. Hãng ORK. Khoen hãng bát hãng. Ừ. Cây này độ cứng 52.4 nha. Chất liệu phíp anh em à, ngoại hình nói chung hơi cũ một tí nha, hơi cũ. Đây. Cần màu xanh dương rất là đẹp anh em, mới nha. Rồi cây này mã cho anh em là 927. Nặng 247 gram, ngọn 3 ly 2, gốc 15. 927 giá 300.000. 927 giá 300 nha. Cái 928 này cần súp, súp hư khoen nha, cho anh em về câu rường. Độ cứng 25 4.2 nè. Bát Fuji nè, không có khoen nha. Cây này thì ở đây nó chạy nè, nó chạy nguyên đường. Đó, nhưng mà không có lỗi nha. Giá rẻ cho anh em về câu, câu kéo bình thường. Cần này rất là đẹp. Đây đây nó cũng bị luôn nè. Giống như đây nó vậy nè. Bên tụi Nhật nó bỏ xuống cái đứt anh em, nó câu bỏ xuống đứt á. Dục đại với đứt vậy đó. Xong rồi nó dính cá, nó cà lên, cà xuống, từ nó bị anh em. Nói chung bên tụi Nhật có chơi nó phí cần lắm, chứ không phải bên mình mới nâng niu đó đâu. Cái này nói chung là hoàn thiện hết, không lỗi, chỉ bị xấu chứ xấu thôi, chỗ này thấy nó xấu thôi. Vậy thấy xấu thôi. Cái này mã cho anh em 928 là nặng 408 gram, ngọn 10 ly. Rồi ngọn gì 10 ly dữ vậy? Rồi đo bậy rồi, ở đây ngọn đây nha anh em. Vợ em đo lóng hai đây 10 ly nè. Cái ngọn này em nó nghĩ tầm khoảng 2 ly 4 thôi. 2 ly 4 thôi nha anh em, ngọn 2 ly 4 thôi. Gốc 24. Đó, 928 này giá 200.000. 928 giá 200.000 nha. Cái 929 là ok, cần 3 khúc đánh biển nè, khoan vô di xích nè, anh em thấy chưa? Alo của nó alo gồng gọc nha, alo gồng gọc. Cái gốc của nó đây thì nó hơi cũ, hơi nó không phải cũ anh em. Nên nó dính cái phần keo hũ bóng á, nhưng mà anh em về vẫn cà nó ra được nha, anh em về bỏ thời gian anh em vệ sinh nó nha. Đó nè, anh em cà một tí mà nó bung hết nè, thấy chưa? Cái này nói chung là anh em phải bỏ ra nửa ngày á thì anh em cà nó sẽ đẹp lại. Cây này á, nếu mà nó đẹp luôn, nó không cần anh em cà, em cà đẹp xong hòa sẵn hết thì cây này rơi khoảng tầm cả 2,5 triệu một cây á anh em. Rồi anh em bán em bớt lại cho anh em về tự xử nha, không? Em càng tí thì nó bung nè, nó bung hết trơn luôn. Cây độ cứng 250 2m7, made in Japan nè, made in Japan nha, độ cứng 250 2m7. Nó chỉ bị xấu cái chỗ này thôi, về tút lại là đẹp thôi nha anh em. Đây, khoen vô di sức đẹp chưa? Cán này bằng nhôm, nặng tay lắm. Cái này mã cho anh em là 929 nha, nặng của nó 939 gram, ngọn 5 ly, gốc của nó là 23.8. 929 này bán cho anh em 1,8 triệu nha, 1,8 triệu thôi. 929 này giá 1,8 triệu. Thế 930 lại cần 2 khúc 2 đọt nè. Một đọt 30 50, đọt 60 80. Cái này hư. Cái ngọn này, cây này dài của nó là 2m7 nè. Cái ngọn này hư một cái khoen, hai cái khoen, ba cái khoen, bốn cái khoen. Họ hư bốn cái khoen, còn cái ngọn bên đây thì nó hư một cái khoen. Đó, một ngọn hư bốn cái khoen, một ngọn hư một cái khoen anh em ơi. Một ngọn hư bốn cái khoen, một ngọn hư một cái khoen nha, khoen bát Fuji. K
Cây này sẽ bán rẻ cho anh em về xử lý khoan. Cây này nếu mà em lên khoan hoàn thiện, cây này em bán 800. Còn mà để cho anh em về xử lý thì em bán cho anh em 450. Rẻ được 350, về xử lý 5 cái khoan thôi, 1 2 3 4 5 2 đọt 5 cái khoan là nó sẽ giảm được 350.000 cho anh em, phân nửa giá luôn anh em. Rồi cái này mã cho anh em là 930 nha, nặng 442 gram, ngọn 2 ly 4, ngọn 2 ly 3, gốc 20,6. 930 này bán cho anh em 450 nha, 450.000. Thứ 931 là cần 2 khúc 2 đọt nè. Cây này độ cứng 32,1 m nha. Độ cứng 32,1 m. Đây. Túi nè. Hai đọt như nhau. Đây. Chất liệu cần là carbon khoan bát Fuji nha. Ngọn tháp sẽ thiết tinh. Dành cho anh em câu bè. Cần đẹp lắm, mới tanh luôn. Cái này mã 931 nha, nặng 183 gram, ngọn 2 ly 4, ngọn 1 ly 4. Góc 21 nè. 931 giá 650 nha. 931 này bán cho anh em 650. Rồi thứ 932 nè, cây cần súp anh em. Súp dành cho anh em câu lục, câu bạc bờ biển nha. Cây này dài 4,5 m thôi. Cây này cây 2 bon select gì nè. Chất liệu cần của nó carbon nha anh em, khoan bát Fuji. Cái này Watson. Đây. Khoan bát Fuji nha anh em. Độ cứng cây này độ cứng 27 anh em. Cây cứng 2 tương đương 27 á, 27 4,5 m nha. Cần đẹp lắm, mới tinh nè. Cần mới tinh luôn. Đây. Cây mã cho anh em 932 nha, nặng 503 gram, ngọn 2 đi rưỡi, gốc 25. 932 giá 800.000. 932 là bán cho anh em 800.000 nha, 800k. Rồi, 932 giá 800. Cái 933 anh em. 933 này cần hơi chi nha, hơi chi có bao nè. 933, cây này dài của nó là 2,1 m. Đó, có để số 2 nè, số 1 và số 0 nè, 2,1 m anh em, 210 2,1 m á. Chất liệu cần carbon khoan bát Fuji, cần hơi chi nha. Độ cứng cái này tương đương vào khoảng tầm 15 thôi. Ngọn mềm. Dành cho anh em câu câu bè nha, câu bè, câu cá nhỏ, câu tôm cũng được. Chất liệu cần của nó carbon, cần thì rất là đẹp nha anh em. Hãng cái này là hãng gì không thấy đổi hãng luôn, nhưng có tem tem vàng luôn nha anh em. Rồi cái này mã cho anh em là 933, nặng 100 gram, ngọn 1 ly, gốc 15. 933 này bán cho anh em 550 nha. 933 này bán cho anh em 550. Cái 934 là ISO khoan nhỏ khoan lớn nha. ISO khoan lớn, chất liệu cần là carbon. Đây có chày. Độ cứng 4-5,3 m thôi. Cây này carbon 2 da xoắn. Cây này carbon 2 da xoắn. Khoan Fuji, bát Fuji nè. Chất liệu cần là carbon nha anh em. Cần đẹp lắm, mới tân nè. Carbon 2 da nè. Nói chung là cái lóng gốc thì nó hơi cũ một tí, nhưng mà mấy lóng trong còn đẹp lắm đó nè. Mấy lóng trong đây còn mới tinh nè, lóng gốc thì nhìn nó hơi chày một tí. Ồ, giờ này mưa rồi anh em à. Rồi cái mã 920, 934 nha. 900 này là 930 mấy đây. 933. Cây 934. Nặng 360 gram, ngọn 1 đi rưỡi, gốc 23. 934 này giá 1,1 triệu nha, 1,1 triệu. Cái 935 là một cây cần súp khoan gập. Súp nha, cây này súp. Dài 4,5 m, made in Korea, khoan Fuji, bát Fuji. Cây này cần súp câu lục, câu bạc bờ biển nè. Chỗ này nó bị hở chút phôi nè, anh em lấy thì em sẽ lấy chỉ đen em quấn lại cho nó kín ở đây, nó nhìn nó đẹp hơn nè. Lấy thì em sẽ làm nha, em làm em gửi. Độ cứng 4,5 m anh em, màu xanh ngọc nha. Cần thì rất là đẹp. Cây này màu xanh ngọc anh em à. Mới tin nè. Cây còn rất là mới anh em,
Cái này mã cho anh em 935 nha, nặng 455 g, ngọn 2 ly 8, gốc 26,8, 935 giá 350, hay 330 chứ, 935 giá 330. Cái 936 nè, một cây cần súp khoan gập, đầu cứng 24m2 nha, khoan Fuji, bát Fuji, đầu cứng 24m2, khoan bát Fuji, cần đẹp mới. Lô súp đợt này cây nào nó cũng đẹp hết anh em. Lô súp đợt này cây nào nó cũng đẹp hết, mới tin nè. Đây tổng thể đây. Cái này mã cho anh em 936 nha, nặng 459 g, ngọn 2 ly 8, góc 28. 936 giá 350 nha, 350 ngàn. Rồi tới 937, một cây cần súp anh em, cái này là New Forest. Khoan bát Fuji dài 4,5 m nha. Khoan bát Fuji dài 4,5 m nha. Đầu cứng 25. Cần thì mới tin nè, cây này còn đạt khoảng 90% hơn nha. 90% hơn. Mấy cây này thì anh em về miễn phải chơi rồi, chơi rồi mua thôi. Cây còn rất là đẹp. Cái này mã cho anh em 937 nha, nặng 600 g, ngọn 2 ly 7, gốc 29,8. 937 giá 350 nha, 350. Cái 938 nè, 938 là cây này New Forest luôn nha anh em. Khoan Fuji, bát Fuji. Đó. Khoan bát Fuji, độ cứng cái này tương đương cũng 25 thôi. Cần thì rất là đẹp. Mấy cây này thì em đã tuyển chọn cho anh em nè. Cần còn rất là ok cho anh em, chứ không phải là nó xấu te tua đâu, ok chưa nè, mới tin thấy chưa. Dài 3,9 m, made in China anh em, cái này made in China nha. Cái này mã cho anh em 938 nha, nặng 530 g, ngọn 2 ly 9, góc 29. 938 giá 300. Cần China bớt được 50 ngàn anh em, cái này nếu của Korea khoảng 350. Rồi 939 là cần ISO khăn lớn nè. Đó, cây này cây cần ISO khăn lớn NFT Power Love nha. Cây này độ cứng số 5, 5,4 m, carbon 2 da xoắn, khoan bát Fuji. Khoan bát Fuji nha. Cây này một cần carbon 2 da xoắn nè mà. Chất lượng cần nó mới nha. Lóng 1, lóng 2 là carbon xoắn vòng. Lóng thứ 3 nó mới 2 da nha anh em. Lóng thứ 3 nó mới là một cây cần 2 da. Mới tin luôn, mới lắm. Cái này mã cho anh em 939 nha, nặng 473 g, ngọn 2 ly, góc 25,6. 939 này giá 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu. Rồi đó cũng là cây cuối cùng anh em. Anh em mà lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại nha. Rồi cảm ơn anh em, hẹn anh em các video kế tiếp.